Đấu giá hợp danh Minh Pháp mới đây thông báo đấu giá xe Rolls-Royce của ông Trịnh Văn Quyết. Đây là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, nơi ông Trịnh Văn Quyết từng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị. Giá khởi điểm cho chiếc xe này là 10 tỷ đồng. Giá nói trên không bao gồm các chi phí liên quan đến chuyển nhượng sở hữu, sử dụng tài sản, lệ phí trước bạ, công chứng, đăng ký và các chi phí khác nếu có khi thực hiện mua tài sản. Các chi phí này do người trúng đấu giá thanh toán. Người tham gia đấu giá chiếc xe này phải đặt trước 2 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào sáng ngày 24 tháng 10 tại trụ sở đơn vị đấu giá ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện xe và giấy tờ đăng ký được lưu giữ ở Sơn Tùng Auto, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người tham gia đấu giá có nhu cầu có thể xem xe trong 2 ngày, ngày 20 đến ngày 21 tháng 10. Chiếc Rolls-Royce từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết được ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thu giữ nhằm xử lý nợ của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos hồi tháng 8. Theo số liệu tài chính gần nhất được công bố, FLC Pharos nợ quá hạn gần 186 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 177 tỷ đồng. Như vậy, mức giá khởi điểm của chiếc Rolls-Royce này chỉ tương đương hơn 5% khoản nợ quá hạn của FLC Pharos tại BIDV.